Xin chào các bạn và các em đã đến với kênh ông giáo Vlog nhé. Hôm nay tiếp tục với môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức và cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm bài tập trong bài luyện tập trang 17 18 sách lớp 2, bộ sách kết nối tri thức và cuộc sống. Bây giờ chúng ta có thể mở sách ra và làm bài tập cùng thầy nhé. Đầu tiên là bài tập 1. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta là số. Ở đây thì có hai câu, câu A và câu B. Và người ta cũng đã làm mẫu cho mình đúng không? Và quan sát lên hình vẽ chúng ta thấy ba cái băng, một cái băng màu đỏ là dài 7 cm, một xanh màu, một băng màu vàng dài 4 cm và một xanh màu, một băng màu xanh dài 6 cm. Ở đây có một công mẫu người ta đã làm cho mình đúng không? Băng giấy màu vàng ngắn hơn băng giấy màu xanh mấy cm? Muốn biết được băng giấy màu vàng ngắn hơn băng giấy màu xanh bao nhiêu cm thì người ta đã lấy 6 cm trừ đi 4 cm, tức là lấy băng giấy màu xanh trừ đi băng giấy màu vàng và còn lại 2 cm. Như vậy băng giấy màu vàng ngắn hơn băng giấy màu xanh là 2 cm. Và câu A người ta yêu cầu chúng ta làm, và câu B cũng thế. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu A trước, sau đó làm câu B. Chúng ta hãy làm hai câu cho thầy. Xong khi làm xong chúng mình có thể so sánh với kết quả của thầy nhé. Cụ thể câu A đây là băng giấy màu đỏ dài hơn băng giấy màu vàng mấy cm, và B là băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ mấy cm. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu A trước. Băng giấy màu đỏ dài hơn băng giấy màu vàng mấy cm? Ở đây là băng giấy màu màu đỏ đúng không, dài hơn băng giấy màu vàng là bao nhiêu cm? Ở đây người ta cũng làm phép tính trừ cho mình, cụ thể là 7 trừ đi 4 bằng lấy băng giấy màu đỏ trừ đi băng giấy màu vàng, và 7 trừ đi 4 sẽ bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 7 trừ đi 4 sẽ bằng 3. Như vậy băng giấy màu đỏ dài hơn băng giấy màu vàng là 3 cm. Tiếp theo, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ mấy cm? Băng giấy màu xanh nhá, ngắn hơn băng giấy màu đỏ bao nhiêu cm? Muốn biết được băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ bao nhiêu cm thì chúng mình sẽ phải lấy, đúng rồi, chúng mình sẽ phải lấy băng giấy màu đỏ đúng không, là 7 cm trừ đi băng giấy màu xanh là 6 cm, và như vậy 7 trừ 6 sẽ bằng 1, và băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 1 cm thôi đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập 2. Bài tập 2 trên hình vẽ là có 3 chiếc bút, một chiếc bút chì, hai bút chì dài 25 cm, bút mực dài 20 cm và bút sáp dài 10 cm. Ở đây có hai câu. Câu A là bút nào ngắn nhất, và câu B là bút chì dài hơn bút mực bao nhiêu cm, bút sáp ngắn hơn bút chì bao nhiêu cm đúng không? Và ở đây thì chúng ta có thể làm câu A, quan sát lên bức tranh thì bạn nào có thể cho thầy biết là bút nào ngắn nhất. Ở đây có ba câu này. A là bút chì, B là bút mực, C là bút sáp. Như vậy quan sát lên bức tranh thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là bút nào ngắn nhất. Đúng rồi, ngắn nhất chứ là bút sáp chỉ có 10 cm thôi đúng không. Đây là 25 và đây là 20. Và bây giờ chúng ta sẽ làm câu B. Số: bút chì dài hơn bút mực bao nhiêu cm? Đây là bút chì đúng không, 25 cm, và đây là bút mực 20 cm. Vậy muốn biết được bút chì, nhớ người ta đang hỏi bút chì nhé, bút chì dài hơn bút mực bao nhiêu cm thì chúng mình sẽ làm phép tính gì để biết được bút chì dài hơn bút mực bao nhiêu cm? Thì mình sẽ tính nhầm là phép trừ, cụ thể ở đây là 25 trừ đi 20 đúng không? Như vậy 25 trừ đi 20 sẽ còn 5 cm. Vậy bút chì dài hơn bút mực là 5 cm đúng không? Trước khi so sánh mình sẽ phải tính nhầm nhé. Và tiếp theo
Bạn nào có thể cho thầy biết là bút sáp ngắn hơn bút chì bao nhiêu cm? Đây là bút sáp đúng không? Và đây là bút chì. Vậy người ta đang hỏi là bút sáp ngắn hơn nhé, ngắn hơn bút chì là bao nhiêu? Thì mình cũng sẽ nhẩm là gì? Đúng rồi, mình sẽ phải lấy 25 trừ đi 10 đúng không? Như vậy bút sáp sẽ ngắn hơn bút chì là 15 cm đúng không? Và bây giờ chúng ta tiếp tục sang bài tập 3. Bài tập 3, ba bạn robot rủ nhau đo chiều cao. Đây chúng ta quan sát có ba bạn robot đúng không? Ở đây là robot 56, A là 56 cm, B là 54 cm, C là 59 cm. Và ở đây cũng có hai câu, câu A và câu B. Người ta hỏi câu A là robot nào cao nhất? Bây giờ chúng ta quan sát lên robot A, B, C và khoanh vào cho thầy robot nào là cao nhất. Như vậy nhìn lên hình vẽ chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy là robot nào cao nhất. Đúng rồi, robot C mang 59 cm là cao nhất đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm câu B. Robot A cao hơn robot B là bao nhiêu cm? Robot B thấp hơn robot C là bao nhiêu cm? Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm câu B cho thầy nhé. Cụ thể robot A cao hơn robot B là bao nhiêu cm? Đây là A và đây là B đúng không? Vậy muốn biết được robot A cao hơn robot B bao nhiêu cm? Người ta đang hỏi A mà đúng không? Thì mình cũng sẽ làm phép tính. Đúng rồi, mình sẽ thấy là 56 trừ đi 54 đúng không? Như vậy robot A sẽ cao hơn robot B là, đúng rồi, 56 trừ đi 54 sẽ còn 2 cm. Vậy robot A cao hơn robot B là 2 cm. Tiếp, robot B thấp hơn robot C. Người ta đang hỏi robot B nhé, thấp hơn robot C là bao nhiêu cm đúng không? Thì mình cũng sẽ làm phép tính gì? Đúng rồi, mình cũng sẽ phải làm phép tính trừ. Cụ thể ở đây chúng ta phải lấy phép tính robot C đúng không, là 59 trừ cho 54, đó là sẽ biết được robot B thấp hơn robot C là bao nhiêu. 59 trừ 54 sẽ còn lại, đúng rồi, còn lại 5 cm. Như vậy robot B thấp hơn robot C là 5 cm đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến bài tập 4. Mai và Nam gấp được các thuyền giấy như hình dưới đây. Ở đây có hai câu nhé, câu A và câu B. Và chúng ta sẽ phải đếm xem là Nam gấp được bao nhiêu chiếc thuyền và Mai gấp được bao nhiêu chiếc thuyền nhé. Ở đây Mai gấp được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiếc thuyền đúng không? Và Nam gấp được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chiếc thuyền. Và câu A người ta hỏi là Mai gấp được hơn Nam mấy cái thuyền? B là Nam gấp được kém Mai mấy cái thuyền? Bây giờ chúng ta sẽ làm câu A trước. Chúng ta phải tìm xem Mai gấp được hơn Nam mấy cái thuyền nhé. Vậy muốn biết được Mai gấp được hơn Nam mấy cái thuyền thì chúng mình sẽ làm phép tính gì? Ở đây là Mai gấp được 8 cái đúng không? Và Nam gấp được có 6 cái thôi. Muốn biết Mai gấp được hơn Nam mấy cái thuyền thì chúng mình sẽ làm phép tính gì? Chúng ta phải, trước khi làm chúng ta cũng phải viết lời lời giải và bài giải đúng không? Và số thuyền Mai gấp được hơn Nam là, vậy thì muốn biết được Mai thì gấp được 8 cái thuyền còn Nam gấp được 6 cái thuyền đúng không? Và muốn biết được Mai hơn Nam bao nhiêu thuyền thì mình sẽ làm phép tính trừ, cụ thể là 8 đúng không? 8 trừ đi 6 rồi sẽ biết được là Mai hơn Nam là 2 cái thuyền. Và chúng mình cũng sẽ viết đáp số đúng không?
Đáp số là hai cái thuyền. Tiếp bây giờ chúng ta sẽ đến bài tập B. Nam gấp được kém Mai mấy cái thuyền, đúng không? Bây giờ chúng ta làm câu B nhé. Nam gấp được kém Mai mấy cái thuyền. Như vậy Nam gấp được 6 cái thôi, đúng không? Và Mai gấp được 8 cái, đúng không? Và bài toán hỏi ngược lại là Nam gấp kém Mai mấy cái thuyền, thì chúng ta cũng phải viết lời lời giải, đúng không? Lời giải sẽ là số thuyền Nam gấp, đúng không, được kém Mai là, như vậy mình cũng sẽ lấy là, à đúng rồi, lấy phép tính là 6, 8 trừ đi 6 sẽ bằng 2. Như vậy đáp số cũng là hai cái thuyền. Thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta làm những bài tập trong bài luyện tập trang 17, 18 sách kết nối tri thức của cuộc sống. Còn nào thứ hai là chia sẻ ủng hộ ông giáo để ông giáo ra những video tiếp theo nhé.